Thưa quý vị, ngày 6 tháng 2, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức lễ thượng cờ tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung. Đây là hai tàu hộ vệ tên lửa từ Liên bang Nga, là loại tàu chiến đấu mặt nước được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có tính năng kỹ chiến thuật mới. Tàu 015 và 016 được biên chế về lữ đoàn 162 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Cùng với các tàu chiến đấu mặt nước hiện đại đã được trang bị, tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo và Quang Trung đã góp phần nâng cao khả năng chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc. Nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung quản lý, sử dụng, huấn luyện, làm chủ trang bị theo lộ trình. Tích cực học tập, nắm vững tính năng khí chiến thuật, tác dụng của tàu và vũ khí. Đây là yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khai thác, sử dụng và làm chủ trang bị. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, lực lượng Hải quân, nhân dân Việt Nam cần được trang bị khí tài hiện đại, kỹ thuật về quân sự thế hệ mới nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, thường xuyên trao đổi phẩm chất đạo đức cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, của quân chủng, vùng 4, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Việc tiếp nhận và chính thức đưa hai tàu hộ vệ tên lửa vào sử dụng có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển của quân chủng hải quân nói chung, vùng 4 hải quân nói riêng trong xây dựng hải quân chính quy hiện đại.